thì mình nhập vào là lớp 2A. Còn ví dụ như là một bạn nữa, chọn đây là khối 1, thì bên đây mình chọn là 1A. Bạn đến với kênh Net Media CCTV, chuyên mục kiến thức máy tính. Thì các bạn vừa xem qua một cái clip ngắn về cách nhập liệu cái bảng danh sách học sinh, chọn cái khối lớp và cái lớp bằng cái list box. Thì sau đây mình sẽ cùng các bạn thực hiện những cái công việc để tạo được cái bảng danh sách nhập liệu như thế nha. Chúng ta tạo sơ một cái bảng danh sách học sinh đi. Này. Thì danh sách học sinh thì chúng ta sẽ có số thứ tự nè, xong họ và tên. Khối là lớp. Rồi, mình làm ngắn gọn vậy thôi. Rồi, để chúng ta nhập một cái bạn học sinh vào đây, ví dụ như là ở bên cái khối, chúng ta sẽ tạo một cái list box để chúng ta chọn khối lớp. Và bên cái lớp, chúng ta cũng tạo một cái list box để chúng ta chọn lớp. Thì điều đầu tiên chúng ta cần phải có một cái dữ liệu để chúng ta chọn. Thì dữ liệu chúng ta có thể làm bên một cái sheet khác. Dữ liệu các bạn sử dụng thì gồm có khối nè. Khối là ví dụ như là khối khối lớp 1, hay là mình đặt là khối 1 đi. Rồi, khối 2. Rồi. Khối 3. Mình làm 3 khối ví dụ thôi. Thì khi bạn chọn khối thì nó cái list box dưới này á, nó sẽ hiển thị khối 1, khối 2, khối 3 cho mình chọn. Ở bên đây khi chọn lớp thì khi chọn khối rồi thì cái lớp bên đây nó sẽ hiển thị tương ứng với cái khối của nó. Thì ở đây khối 1 mình sẽ đặt là lớp 1, lớp 2, khối lộn lớp 1, lớp 1A chứ. À, lớp 1B, lớp 1C chẳng hạn như vậy ha các bạn. Là khối 2 chúng ta cũng vậy, lớp 2A, 2B, lớp 2C, lớp 2D, ví dụ như thế. Và chúng ta quét khối này qua luôn cho nó nhanh. Đó. Vậy. B, C, D, E. Ok, trước tiên là chúng ta phải đặt tên cho các vùng dữ liệu của chúng ta. Thì ở bên đây có khối, thì ở bên đây chúng ta đặt cái vùng dữ liệu khối, nó gồm có khối 1, khối 2, khối 3. Thì bạn chọn các khối này, ấn lít chuột phải, bạn chọn Define Name. Ở đây chúng ta đặt cái tên là khối. Ok. Rồi, ở bên này chúng ta khi chọn lớp thì có lớp 1A, lớp 2A, lớp 3A, lớp 1B, 2B, 3B gì đó. Thì chúng ta sẽ cũng đặt cái khối cho nó. Thì ở đây chúng ta làm tương tự, define name, ở đây là
khối 1. Ok, ở đây là khối 2. Ở bên đây là khối 3. Xong, chúng ta quay lại cái sheet danh sách học sinh. Chúng ta chọn một cái cell ở đây và các bạn vào cái tab data. Trong phần data validation này, các bạn chọn data validation. Sau đó ở cái mục setting, các bạn chọn list. Và cái mục sort này thì các bạn chọn là khối. Các bạn để gì nó cũng hiểu, bạn để bằng chữ khối thôi nó cũng hiểu. Ok, đó, nó xuất hiện khối 1, khối 2, khối 3. Thì mình kéo xuống để mình copy công thức nó xuống ha. Đây, rồi cái khối mình đã có thể chọn được rồi. Thì qua đây mình sẽ chọn cái lớp nữa. Cái lớp đó thì nó hơi phức tạp một chút xíu. Thì bạn cũng vào cái mục, cái tab data và data validation này. Nhưng mà ở đây bạn sẽ đặt cái điều kiện cho nó. Thì điều kiện là dùng hàm if thôi. Hàm if để bạn lọc. Nếu như cái khối này D5 này, D5, các bạn đừng có để cái giá trị tuyệt đối, thôi nó kéo công thức nó sẽ bị sai. Nếu D5 thì bằng bằng là khối 1 đúng không? D5 là bằng khối 1. Thì sao? Thì chúng ta trả về là khối 1, có nghĩa là cái sụt của nó là khối 1. Ngược lại, nếu bạn lòng thêm một cái hàm if nữa, nếu D5 5 mà bằng khối 2 thì chúng ta trả nó về là khối 2. Thêm một hàm if nữa, nếu D5 bằng khối 3, chúng ta có 3 khối thì chúng ta trả về khối 3. Khối 3 trong đó có lớp 3A, 3B và C đó các bạn. Ngược lại thì chúng ta trả về trống. Ok, 3 hàm if. Bây giờ bạn chọn đây là khối 1 đúng không? Thì nó sẽ có lớp 1A, 1B, 1C. Rồi, ở đây bạn chọn là khối 2. Thì bên đây nó có lớp 2A, 2B, 2C. Đó, các bạn kéo copy công thức xuống phía dưới này. Ok, và bây giờ mình nhập thử ha. Làm cái khung luôn cho nó đẹp. Vào format cell để chúng ta làm cái khung. Thì sẵn qua nói cái format cell thì phần cái khung đó. Thì ở đây bạn chọn cái loại đường kẻ và đây là màu đường kẻ. Chính giữa là line một đường. Còn cái này là chiều cao của cell thì các bạn là row 2, có thể nâng lên là 20. Rộng ra, các bạn thấy rộng như thế nào đủ thì các bạn cứ điền khoảng 25 cũng được. Cái này. Rồi khối 2 thì mình nhập vào là lớp 2A. Cũng ví dụ như là một bạn nữa. Chọn đây là khối 1. Thì bên đây mình chọn là 1A. Double click để mà cái nội dung nó vừa với cái cell.
Rồi mình khối 3 thì nó chỉ hiển thị lớp khối lớp 3 này thôi. Khối 2 thì đây là một cái ví dụ để chúng ta thực hành cái việc sử dụng listbox để chọn cái nội dung thôi. Thì nó sẽ phụ thuộc vào công việc của bạn làm, có thể bạn làm nhiều cái bảng biểu khác nhau chứ không phải là cái dạng bảng biểu danh sách học sinh không. Cái danh sách học sinh này mình làm để mà thực hành ví dụ cho các bạn hiểu thôi. Đó. Thì tóm lại trong cái nội dung video này, chúng ta làm cái nội dung là tạo cái listbox để chọn dữ liệu. Đó, và để làm được điều đó thì chúng ta phải có một nguồn dữ liệu, đặt tên cho dữ liệu, đặt tên cho từng vùng dữ liệu một. Đó. Rồi sau đó chúng ta tạo cái listbox để chỏ đến cái vùng dữ liệu chúng ta cần, kết hợp những cái hàm if để chúng ta có thể thực hiện uyển chuyển những cái công việc của chúng ta, những nhu cầu của chúng ta. Đó là cái hay của Excel, rất là uyển chuyển. Thì đến đây cái clip của mình xin được tạm dừng. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo ở những cái thủ thuật nhỏ nhỏ đơn giản trong Excel mà chúng ta thường hay sử dụng, thông dụng trong công việc văn phòng, công việc dạy học của chúng ta. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong clip.